Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trên địa phương Nam Giang, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao 10 nhà đại đoàn kết tại Nam Giang. Tái tạo rừng trên đất rừng bị lấn chiếm. Nói không với bạo lực gia đình ở vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác vừa đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư A Liêng, xã Tà Pin, huyện Nam Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương những thành quả mà khu dân cư A Liêng đã đạt được. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu đạt hơn 80%, trong đó nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Toàn thôn có 6 trên 8 tộc được công nhận là tộc họ văn hóa. Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 10 nhà đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng cho xã Tà Pin, trao 1 nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho một hộ nghèo, cùng nhiều suất quà cho học sinh, người nghèo, người có uy tín và người có công của xã Tà Pin. Đồng thời đến thăm và tặng quà một số đồng chí nguyên lãnh đạo người dân tộc thiểu số và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang qua các thời kỳ. Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Công Tơ Rơn, xã La Dê, huyện Nam Giang. Về thực hiện 5 cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn nhân dân thôn Công Tơ Rơn tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Nhất là phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, chăm lo sự học cho con em, nâng cao đời sống dân trí, sức khỏe người dân, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch sẽ. Mong muốn thôn Công Tơ Rơn tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết để 164 hộ gia đình như một. Bà con tiếp tục thắt chặt tình cảm quân dân với lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng hành để xây dựng thôn phát triển, cùng tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giữ vững biên giới bình yên. Đoàn công tác huyện Nam Giang do đồng chí A Vít Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao hỗ trợ 50 tấn gạo trị giá 1 tỷ đồng Việt Nam cho nhân dân khó khăn về lương thực của huyện Đắc Chưng. Trong thời gian đến, huyện Nam Giang sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng làm hết sức mình để giữ gìn, bảo vệ, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai huyện. Coi đây là tài sản vô giá cần phải gìn giữ, vun đắp, góp phần làm nên nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của mỗi huyện. Lãnh đạo huyện Đắc Chưng cảm ơn tình cảm của đảng bộ và chính quyền huyện Nam Giang đã đến thăm và hỗ trợ gạo cho huyện Đắc Chưng. 50 tấn gạo huyện Nam Giang hỗ trợ sẽ được trao tặng cho người dân trên các bản biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Đắc Chưng ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang họp triển khai kế hoạch tổ chức phiên chợ vùng cao năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan. Phiên chợ vùng cao năm 2023 được tổ chức tại tổ hợp sân vận động huyện. Với khoảng 30 gian hàng trong và ngoài huyện giới thiệu các sản phẩm nông sản, ô cốp, sản phẩm truyền thống mỹ nghệ như mây tre, đan lát, kết hợp với bán hàng ẩm thực đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó còn có gian hàng trưng bày sản phẩm tổng hợp của các đơn vị Vinaphone, Viettel, Bưu điện. Đồng chí Nguyễn Đăng Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm phải đa dạng nhằm phục vụ du khách đến tham quan, đồng thời tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng mức sống cho người dân trên địa bàn huyện. Phiên chợ vùng cao sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2023. Cùng với việc quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, những năm gần đây, tại huyện Nam Giang và các cơ quan chức năng trong toàn tỉnh Quảng Nam đã chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển rừng. Việc trồng cây, gây rừng, phát triển diện tích rừng tái sinh không chỉ có ý nghĩa đối với hệ sinh thái tự nhiên, mà còn mang lại nguồn lợi cho người dân và cộng đồng, và hơn thế là sẽ nhân rộng màu xanh cho rừng, góp phần tái tạo, phục hồi hệ sinh thái rừng. Khu vực này được quy hoạch thuộc vườn quốc gia Song Thanh. Tuy nhiên, một phần diện tích đất người dân đã canh tác từ hàng chục năm trước.
Để phục hồi lại rừng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh đã kiên trì vận động người dân thôn Tà Đắc, xã Tà Biên giao đất để trồng lại rừng. Nhóm hộ gia đình ở đây vừa giao gần 20 hectare để vườn quốc gia trồng cây dỗi ăn hạt và ươi. Ông Rih Yên đã bàn giao 4 hectare đất và được nhận vào làm nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách, thu nhập mỗi tháng hơn 7 triệu đồng. Toàn bộ diện tích rừng này sẽ giao anh quản lý và sau này khai thác hạt dỗi và ươi. Nhà nước nói là khu vườn quốc gia, bây giờ mình trả lại cho vườn quốc gia. Giờ mình phải phối hợp lại với vườn quốc gia, mình phải trồng cây để mình chăm sóc luôn từ trước đến nay. Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Quảng Nam tái đầu tư cho các ban quản lý rừng trồng cây bản địa tại các lưu vực vốn người dân đã làm rẫy. Rừng lim xanh 2 năm tuổi này đã phát triển tốt, những quả đồi bị cạo trọc dần được phủ màu xanh. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ cấp kinh phí để trồng mới hàng trăm hecta đất rừng mà người dân làm rẫy, chặn đường người dân vào rừng tự nhiên làm rẫy. Tỉnh Quảng Nam đã mở ra con đường mới để người dân có thu nhập ổn định dưới tán rừng. Đa phần cái diện tích này thì vườn tổ chức trồng lại hai lùa chính là lim và dỗi. Và sau này thì có cái hướng là những cái diện tích này là cũng vô trực tiếp người dân đã quản lý. Và người dân mà vô đất đó mà còn nằm trong túi lao động thì người vườn vẫn hợp đồng vào để vừa phục vụ công tác bảo vệ vừa công tác phát triển rừng này. Mỗi năm tỉnh Quảng Nam thu trên 200 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, chủ yếu là các hồ thủy điện. Nguồn kinh phí này được tái đầu tư để thuê cộng đồng bảo vệ rừng và chi trả lương cho lực lượng giữ rừng chuyên trách và đầu tư cây giống cho bà con. Riêng tại các lưu vực lòng hồ, chính quyền địa phương và các chủ hồ thủy điện đã hỗ trợ gạo để người dân đủ ăn, chuyển đổi đất lúa rẫy thành rừng tự nhiên. Nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Tà Riềng, huyện Nam Giang, mới đây tại xã Đắc Tôi đã diễn ra chương trình phục dựng lễ hội mừng lúa mới Tơl Ba Riang. Trong quan niệm của người Tà Riềng, Tơl là ăn, còn Ba Riang mang nghĩa là cơ mới. Theo luật tục của người Tà Riềng, chủ hộ năm đó phải được 100 gùi lúa đủ điều kiện tổ chức Tơl Ba Riang. Lễ mừng lúa mới của người Tà Riềng diễn ra hai phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ bao gồm những nghi thức cúng cảm ơn thần lúa đã ban phát cho dân làng mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho. Còn phần hội là các điệu hát lý, nói lý, đoàn kết, các trò chơi dân gian mang tính vui nhộn và đầy tinh thần thượng võ như kéo co, đẩy gậy, đuổi cọp, bắt heo. Tơl Ba Riang được tổ chức hàng năm từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 âm lịch với mong muốn giàng hồn lúa mẹ theo quan niệm của người Tà Riềng phù hộ giúp đỡ gia đình, năm mới dồi dào sức khỏe. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 Quân khu 5 vừa tổ chức cấp 335 con bò giống, 200 con dúi móc, 500 con heo, 1.600 cây bưởi da xanh, 15.000 cây sâm bảy lá, sâm thất diệp, nhất chi hoa cho 433 hộ dân ở 7 xã, Chê Chun, La Ê, La Dê, Đắc Tôi, Đắc Riêng, Đắc Pre, Chà Vàl, huyện Nam Giang. Phát biểu tại buổi cấp cây, con giống, lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 mong muốn người dân tham gia dự án cần hưởng ứng tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm. Tin tưởng các hộ nhận con, cây giống đợt này sẽ thoát được nghèo và giảm nghèo bằng chính mảnh đất trên quê hương mình. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Nam Giang vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Đài Truyền thanh Cơ sở 2023. Tại đây, các học viên được hướng dẫn cách viết tin, bài phát thanh và đăng website, xây dựng bản tin thời sự, hướng dẫn quy chế hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, hướng dẫn sử dụng và khai thác các tính năng hữu ích của công nghệ đài truyền thanh, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, đài IP, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam VOV, đài phát thanh truyền hình tỉnh QRT, đài truyền thanh truyền hình huyện, cách xử lý khắc phục một số sự cố đài thường gặp, thông tin hướng dẫn một số văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến hoạt động đài truyền thanh cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023. Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn thể thức soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ hồ sơ, quy trình kiện toàn nhân sự cán bộ công đoàn cơ sở, công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn hoạt động ban nữ công quần chúng, hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm, giai đoạn 2 năm, 5 năm. Công tác kiểm tra giám sát công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, quán triệt triển khai thực hiện luật dân chủ ở cơ sở năm 2022. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó,
nâng cao trình độ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em luôn được Hội viên Phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Nam đặc biệt quan tâm, nhất là các giải pháp để đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, mất bình đẳng giới ra khỏi thôn, nóc, cộng đồng xã hội luôn đặt lên hàng đầu. Bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, rồi hình thành các địa chỉ tin cậy, bước đầu tình trạng bạo lực gia đình, mất bình đẳng giới đã giảm đi rất nhiều so với trước kia. Phóng sự được thực hiện tại huyện miền núi cao Nam Giang. Gần 200 chị em hội viên phụ nữ Cơ Tu, Ve, Tà Rìa của huyện Nam Giang hào hứng với các phần thi như chào hỏi năng khiếu, trang phục truyền thống và kiến thức. Bằng những hình thức sân khấu hóa cộng với việc nắm vững kiến thức, các đội thi đã thể hiện hiểu biết giải quyết các tình huống do ban tổ chức đưa ra, như điểm mới của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình, xử lý hành vi bạo lực gia đình. Qua phần thi hôm nay thì em cũng học hỏi được rất là nhiều điều từ cái việc phòng chống bạo lực gia đình. Chẳng hạn như là em hiểu được như là ở nhà thì chồng rửa bát thì vợ có thể là nấu ăn hoặc là quét nhà, cũng nhiều công việc để cùng nhau san sẻ, để tránh khỏi xảy ra những cái việc mà không đáng tiếc như bạo lực gia đình. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như là tuyên truyền miệng qua các cuộc họp tổ, sinh hoạt thôn, đó là phương pháp để chúng ta tuyên truyền cái bạo lực gia đình để toàn cộng đồng cùng nhận thức và phòng tránh về bạo lực gia đình. Chúng ta là xây dựng một cái gia đình là hạnh phúc, an toàn, lành mạnh để góp phần xây dựng phát triển của địa phương. Không chỉ tổ chức hội thi theo hình thức sân khấu hóa, mà trong những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nam Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình, giúp hội viên phụ nữ và đồng bào thiểu số hiểu, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cơ quan tổ chức công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Thông qua các hình thức tuyên truyền bám sát cơ sở, vào từng nhà, gặp từng người, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đã giúp Nam Giang xóa bỏ dần định kiến về giới, hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới hay bạo lực gia đình ở phạm vi toàn huyện. Hướng đến phụ nữ là gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và xóa bỏ và dần dần không còn bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Sắp đến chúng tôi sẽ tổ chức các tổ tại các thôn bản, tổ truyền thông tuyên truyền tại các thôn bản và các địa chỉ đáng tin cậy tại các thôn bản nhằm xóa bỏ cái bạo lực gia đình. Với huyện Nam Giang, việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống bạo lực gia đình nói chung và luật phòng chống bạo lực gia đình nói riêng có ý nghĩa rất lớn trong xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời thông qua các hoạt động truyền thông cũng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội viên phụ nữ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào thiểu số, từng bước xóa bỏ định kiến giới, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Trang địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.